Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, cho phép Phong vẫn nhắc lại buổi hội ngộ của anh em MAGA ở tại Portland, Oregon ngày 28 tây tháng 9 sắp tới đây. Quý vị nào ở các vùng lân cận như là ở Tacoma, Olympia hay là Seattle, quý vị có thể cũng về tham dự ở Portland với các anh em MAGA tại đây ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Trong đó thì Phong, Phượng Mai, chị Carol Kim cũng như là anh Trung Nghĩa và các ca sĩ MAGA cũng sẽ có mặt để gặp gỡ với tất cả phong trào MAGA ở tại Portland và vùng Tây Bắc của Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị ghi danh và biết thêm chi tiết thì quý vị có thể liên lạc với anh Hải và anh Hân với hai số điện thoại nằm ngay trên màn hình của quý vị. Mong là ngày hôm đó chúng ta sẽ gặp gỡ, có những cái cuộc hàn huyên tâm sự và chụp hình lưu niệm với nhau. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta. Đầu tiên hết là Joe Biden tuyên bố là sẽ làm việc để mà có thể chấm dứt tình trạng ba cấm Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ của Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden trong ngày thứ ba nói rằng chính quyền của ông đang làm việc để có thể giúp cho Hoa Kỳ tháo gỡ giới hạn trong việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa và vũ khí tầm xa trong cuộc chiến chống lại Nga. Hoa Kỳ từ lâu nay thì vẫn cung cấp cho tất cả các loại vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên thì họ chỉ dành cho phía Ukraine tự vệ và không thể tấn công sâu vào nội địa lãnh thổ của Nga vì e ngại sẽ gia tăng các cuộc tranh chấp, và các đồng minh khác của Kiev cũng đã cung cấp vũ khí, tuy nhiên cũng họ cũng đã giới hạn khá nhiều bởi vì họ không muốn gọi là tấn công vào lãnh thổ của Nga mà chỉ muốn cho Ukraine tự vệ. Tuy nhiên thì nguồn tin cho biết thì chính quyền của Joe Biden đang thảo luận trong việc mà tháo gỡ các giới hạn này, cho phép Ukraine được sử dụng các vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ tấn công vào lãnh thổ của Nga. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là Sở Cảnh sát quận cho biết là các tay sát thủ của những tên tay trùm băng đảng và ma túy của Mexico đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Mexico đã có một số những tay sát thủ thời gian gần đây đã có hiện diện ở tại lãnh thổ Hoa Kỳ. Một lãnh đạo cảnh sát ở tại California ra điều trần trước Quốc hội trong tuần này đã đưa ra lại thông tin như trên. Theo tường trình của tờ Washington Times, cảnh sát trưởng của quận có tên là Tulare County ở tại California là Mike Burrus đã lên tiếng và cho biết, và khi mà ông xuất hiện trên cái ủy ban tư pháp tại Hạ viện vào ngày thứ ba, nơi đó ông điều trần và nói rằng cái cơ quan cảnh sát của ông trong thời gian gần đây đã bắt giữ một người đàn ông thú nhận rằng vốn là một sát thủ từ cái khu vực của Sinaloa và các trùm băng đảng tại đây. Và trong đó, ông này đã từng thú nhận là đã sát hại 25 người tại tiểu bang California. Và anh ta đã phải chịu trách nhiệm cho khu vực của California. Và có rất nhiều những tên sát thủ đã được gửi tới California và một số tiểu bang khác từ những tên trùm băng đảng và ma túy ở tại Mexico và Sinaloa. Và theo tường trình của ông Paul Reeves cho biết thì cơ quan của ông đang nhắm mục tiêu vào ít nhất là 50 kẻ có quan hệ với các trùm buôn ma túy và băng đảng trong cuộc điều tra của họ, và cáo buộc rằng những kẻ này đang liên hệ tới các đường dây buôn về ma túy, vũ khí và buôn người qua đường biên giới. Và ông nói rằng rất dễ dàng để có thấy để thấy được cái lịch sử của nhóm trùm băng đảng này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã thúc đẩy cái dự luật cho tài khoá của năm tới, trong đó đính kèm cái việc mà buộc phải chứng minh bà là có quốc tịch Hoa Kỳ để đi bầu. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson cam kết vào ngày thứ ba là sẽ thúc đẩy việc mà đính kèm cái dự luật trong đó buộc phải chứng minh là có quốc tịch Hoa Kỳ khi mà đi bầu nằm trong cái ngân sách cho tài khoá của năm tới, giữa lúc mà còn khoảng 3 tuần nữa. Nếu như không đạt được thỏa thuận thì chính quyền sẽ bị đóng cửa nếu như mà không có một cái giải pháp giải quyết cho tài khoá của năm tới. Đảng Dân Chủ gần như phản đối dự luật này, và Đảng Cộng Hòa cho biết là họ sẽ thúc đẩy dự luật này mặc dù rằng có những lý do khác nhau. Tuy nhiên thì trước đây nó đã được thông qua tại Hạ viện, trong đó có 5 dân biểu của dân biểu đã bỏ phiếu cho dự luật này, và hiện nay được mang ra sàn Hạ viện một lần thứ hai. Trong đó thì dự luật này dường như
sẽ bị ngăn chặn trên sàn thượng viện. Ông Johnson cho biết là các cái vấn đề an ninh về cuộc bầu cử là rất quan trọng, không thể bỏ mặc, và trong đó cho thấy rằng là có rất nhiều những kẻ không có quốc tịch vẫn đi bầu, nó không phải là con số hiếm hoi, và đảng Cộng hòa muốn nhìn thấy giá trị trong đó, thì các thành viên của đảng Dân chủ lại cố tình lánh né, và cái Hạ viện đã thông qua cái dự luật này, trong đó buộc phải có một cái quyền quốc tịch để đi bầu hồi tháng 7. Và nếu quý vị có được hàng ngàn di dân bất hợp pháp trong cái cuộc bầu cử ở một cái vị trí sai lạc, quý vị có thể thay đổi ở trên quốc hội và quý vị có thể ảnh hưởng trong cuộc bầu cử tổng thống. Và người dân Hoa Kỳ hiểu được điều này. Và trong đó bước đầu tiên là để Nga thúc đẩy cái việc có cái dự luật chi phí cho năm tới, tức là trong đó thì họ đã diễn ra vào ngày thứ ba với 209/206, và trong đó thì một số thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết là họ phản đối cái dự luật này trong cái cuộc bỏ phiếu sau cùng nếu mà nó được tiến hành. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà ông Mike Johnson đã thúc đẩy, trong đó gần như là ông nói rằng là sẽ thúc đẩy cho việc mà buộc phải có cái chứng minh là quốc tịch Hoa Kỳ trước khi đi bầu, và dự luật này sẽ được đính kèm chung với cái dự luật về ngân sách cho tài khoá của năm tới. Và đây được xem là một trong những thúc đẩy mạnh mẽ của phía ông Mike Johnson đưa ra, và nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa lên tiếng tán đồng và cho rằng đây được xem là một trong những cái cần thiết. Trong khi đó thì Đảng Dân chủ đứng đầu là Nancy Pelosi và Chuck Schumer đã phản đối việc này. Trong khi đó thì phía Đảng Cộng hòa cho biết là điều này cho thấy là người dân Hoa Kỳ sẽ thông minh, và cái việc mà đưa ra một cái dự luật gọi là tạm thời để có ngân sách hoạt động trong lúc mà chưa thỏa thuận được, gọi là CR, có thể sẽ kéo dài. Đây là một trong những cái chi tiết mà có thể liên quan tới việc chính phủ có thể sẽ một số cơ quan của liên bang sẽ bị đóng cửa khi mà đôi bên không thỏa thuận được cái ngân sách cho tài khoá của năm tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen đã có dương tính với con siêu vi khuẩn Vũ Hán và phải làm việc từ nhà. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ đã có dương tính với con COVID-19 trong ngày thứ ba, sau khi mà bà có một số triệu chứng và hiện nay bà ta phải làm việc từ nhà theo tường trình của phía Bộ Tài chánh đưa ra. Bà Yellen vẫn tiếp tục làm việc từ nhà cho tới khi nào bà quay trở lại văn phòng của Bộ Tài chánh, theo tường trình của phát ngôn viên của bà là Lily Adam cho biết như trên. Và bà Yellen năm nay 78 tuổi trở lại Washington vào hôm thứ Bảy từ 3 chuyến đi của bà tới Red Lake ở North Carolina, Austin, Texas, và kể cả việc quảng bá cho cái đạo luật Inflation Reduction Act của ông Joe Biden trong vấn đề gọi là có một cái năng lượng sạch, và kể cả cái vấn đề liên quan tới sở thuế của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới bà Bộ trưởng Tài chánh. Và giờ đây, bà phải làm việc từ nhà cho tới khi mà bà có gọi là âm tính với lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, 42 bộ trưởng tư pháp đã thúc đẩy việc mà các công ty truyền thông xã hội phải gán nhãn cho tình trạng gây nguy hiểm về tâm lý và sức khỏe cho trẻ em trên mạng xã hội, lo ngại về tác hại cho các cái yếu tố về sức khỏe và tâm lý của trẻ em. Bộ trưởng tư pháp của 42 tiểu bang ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã áp lực và kêu gọi Quốc hội sau khi mà có bản báo cáo của Tổng Thanh tra ngành y tế là Vivek Murthy đã đề nghị là buộc các trang mạng xã hội phải đưa ra những cái label warning, tức là cảnh cáo. Nhóm này đã gửi thư cho Chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson, Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là Chuck Schumer và Chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện là Mitch McConnell trong ngày thứ Hai để tìm kiếm một cái hành lang pháp lý để chấm dứt chuyện này. Những người trẻ đang đối diện với tình trạng gọi là khủng hoảng về sức khỏe và tâm lý, trong đó gần như là một phần là tất cả đều diễn ra trên mạng xã hội. Và Tổng Thanh tra về y tế của Hoa Kỳ là ông Murthy đã nhận ra và các cái thế hệ kế tiếp đang bị tổn thương, đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức. Việc bùa đưa ra lời cảnh cáo của ông Tổng Thanh tra về Y tế trong việc mà buộc các trang mạng xã hội phải có hành động giám sát này là cần thiết cho tương lai của các thế hệ kế tiếp của Hoa Kỳ. Trong tháng 6 thì ông Murthy đã kêu gọi là phải có một cái label, tức là có một cái gán nhãn ở trên các trang mạng xã hội tương tự như là về thuốc lá, về các sản phẩm về rượu. Và ông chỉ ra cho thấy cuộc nghiên cứu cho thấy là khi mà đưa ra những cảnh báo về rượu và thuốc lá thì nó tác hại tới những người đã được xem là đã sử dụng. Và các nhà các cơ quan công lực hàng đầu của Hoa Kỳ cũng biết được rằng đã có những sự bất đồng trong cái vấn đề quan trọng này. Tuy nhiên, họ nói rằng vẫn lo ngại về sự an toàn của trẻ em trong cái vấn đề gọi là sử dụng mạng xã hội. Đây được xem là một trong những áp lực mới nhất của các tiểu bang, gồm có 42 tiểu bang, và Bộ trưởng Tư pháp của 42 tiểu bang đã
lên tiếng yêu cầu Quốc hội là phải có một hành lang pháp lý dành cho các mạng xã hội trong việc mà kiểm soát tất cả những cái nội dung và những cái gì mà gây tổn thương cho trẻ em. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cả Joe Biden, Kamala Harris, ông Trump và Jerry Vance đều có mặt tại New York trong buổi tưởng niệm 23 năm kể từ vụ khủng bố 9/11. Và lần thứ hai, ông Trump đã bắt tay với bà Kamala Harris sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua. Bản tin cho biết thì cựu Tổng thống Trump và bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã bay tới New York để tham dự cái buổi tưởng niệm 9/11 ở tại New York sau khi mà đôi bên có cuộc tranh luận lần đầu tiên. Và ngày hôm nay thứ Tư đánh dấu 23 năm ngày tưởng niệm cuộc tấn công 9/11 khiến cho gần 3.000 người đã bị thiệt mạng. Và trong đó là mạng lưới Al-Qaeda đã thực hiện cuộc tấn công này, đánh sập hai tòa nhà World Trade Center ở tại New York, cũng như tấn công vào phía Ngũ Giác Đài ở Washington DC và ở tại Sackville, Pennsylvania, cũng như là Hoa Kỳ gần như là đã đối diện với một cái cuộc tấn công khủng bố lần đầu tiên kể từ khi mà phía của Nhật Bản đã mở một cái cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng. Ông Joe Biden và ông Trump và bà Harris đã xuất hiện lần đầu tiên. Sau đó họ đã bay tới New York và họ đã có sự bắt tay lần thứ hai kể từ cái đêm ngày hôm qua có cuộc tranh luận. Tổng thống Joe Biden, bà Harris, cựu Tổng thống Trump và thượng nghị sĩ Jerry Vance đã có mặt trong cái buổi tưởng niệm tại World Trade Center, nơi được gọi là Ground Zero, được xem là khu vực ở phía dưới của Manhattan, để đánh dấu năm thứ 23 cuộc tấn công khủng bố này. Trong đó thì ông Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Trump và bà Phó Tổng thống Kamala Harris và thượng nghị sĩ của Ohio là ông Jerry Vance đã đứng ngang với nhau, đứng chung với nhau trong buổi tưởng niệm này ở tại Ground Zero. Và ông Trump, bà Harris lần đầu tiên đã bắt tay vào hôm nay ở tại Ground Zero sau cái cuộc bắt tay vào cuộc tranh luận tối ngày hôm qua. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái vụ tưởng niệm này. Và sau buổi tưởng niệm này, ông Trump dự tính là sẽ viếng thăm sở cứu hỏa ở New York, Engine 4 ở cái Tower Ladder 15. Trong khi đó thì ông cũng sẽ đến khu vực của Sackville để tưởng niệm những nạn nhân trong chuyến bay 93 ở cái cuộc khủng bố này. Trong khi đó thì ông Joe Biden và bà Harris dự tính cũng sẽ bay tới Sackville để mà tưởng niệm các nạn nhân trong cái chuyến bay 93 đã bị rơi ở tại khu vực này. Và sau đó thì ông Biden và bà Harris sẽ bắt đầu có một buổi lễ tưởng niệm tại Ngũ Giác Đài ở Arlington, Virginia. Trên 400 người đã bị thiệt mạng trong cái vụ phản ứng vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, trong đó bao gồm luôn cả 23 cảnh sát của New York, 37 giới chức làm việc ở tại bến cảng và 343 binh sĩ cứu hỏa của New York đã bị thiệt mạng, và 440 hành khách cũng như là các chiêu đãi viên cũng như là các phi hành đoàn của chuyến bay 93 đã bị thiệt mạng sau khi mà chiếc máy bay này bị rớt xuống ở khu vực trên. Đây được xem là một trong những cái buổi tưởng niệm lần thứ 23 tưởng niệm cái vụ 9/11. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Robert Kennedy Jr., cựu ứng cử viên tổng thống độc lập, đã lên tiếng tuyên bố chiến thắng của ông Trump cũng là chiến thắng của Kennedy. Đây là lời phát biểu của ông. Cựu ứng cử viên độc lập là ông Robert Kennedy Jr. trong một đoạn video mới nhất công bố vào hôm thứ Ba, trong đó ông nói hoàn toàn ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump và nói rằng một chiến thắng của Donald Trump, tức là chiến thắng của Kennedy. Trong đoạn video này, ông Kennedy kêu gọi bỏ phiếu cho ông Trump không phải chỉ là cái đường hướng là bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, mà ông nói rằng là sẽ chứng kiến tất cả những cái cuộc mà tấn công vào người dân Hoa Kỳ trên toàn cầu, và chúng ta đã có quá đủ và chúng ta đang chứng kiến những gì đang xảy ra, và chúng ta đang có những cái chiến dịch tranh cử đối lập lẫn nhau. Và ông nói rằng có rất nhiều những quốc gia mà quý vị thấy rằng có rất nhiều là họ đã kiểm soát tất cả giới truyền thông. Ông đã nhắc nhở tới việc Brazil đã ban cấm cái trang Platform X của ông Elon Musk. Trong khi đó, bà Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là Kamala Harris đã đồng ý với quyết định này của Brazil. Trong khi đó thì ông Kennedy nói rằng việc tranh luận trong cuộc tranh cử này là một thảm kịch và cựu Tổng thống Trump cần phải chiến thắng một cách vĩ đại, trong đó bao gồm chiến thắng ở cái cuộc bầu cử trên cái việc cử tri đoàn và kể cả lá phiếu phổ thông, và ông có được sự ủng hộ toàn diện của tôi. Hãy nhìn một bức tranh lớn, chúng ta cần phải đoàn kết, chúng ta phải có lật đổ tất cả những cái thành phần ưu tú đang hiện nay đang điều hành quốc gia, mà những thành phần này tự nhận mình là thành phần tinh hoa.
và để cho ông Trump thắng được cuộc bầu cử vào ngày 5 tới tháng 11, chúng ta có thể tái lập lại cái hiến pháp của chúng ta và chúng ta có thể hỗ trợ và giúp cho giới trung lưu, cũng như chúng ta sẽ cứu lại nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa bởi các nguồn máy chiến tranh. Đây được xem là lời tuyên bố mới nhất của ông Kennedy đưa ra trong cái đoạn video vào ngày hôm qua, thứ ba, trước khi mà có cuộc tranh luận của ông Trump và Kamala Harris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua, bà Harris đã vội vã bỏ đi. Trong khi đó, thì cựu Tổng thống Trump đã bất ngờ xuất hiện ở trong cái spin room và gặp gỡ với các ký giả. Chỉ vài phút sau khi chấm dứt cuộc tranh luận, bà Kamala Harris đã vội vã bỏ rời khỏi cái sàn quay và đi mất. Trong khi đó, thì ông cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện bất ngờ trước các thông tin viên và có những lời trả lời với các thông tin viên. Và sau khi chấm dứt này, thì việc bất ngờ này đã diễn ra ở trong cái phòng gọi là phòng press room, tức là phòng dành cho ký giả. Ông Trump đã bước vào cái phòng này một cách bất ngờ, trong từ cái spin room của ông, nơi mà các ứng cử viên đã bắt đầu nói chuyện với những người ủng hộ. Trong đó, sau khi mà họ đã có những cái cuộc trao đổi và cuối cùng gặp gỡ với ký giả, rất nhiều những cái microphone và hình máy thu hình cũng như là hàng chục ký giả đã vây quanh xung quanh ông để đặt câu hỏi là có những câu hỏi nói rằng là what about black voter, tức là đối với người cử tri da đen như thế nào. Một ký giả đã hỏi ông Trump và ông Trump nói rằng tôi rất yêu họ và họ rất thích tôi. Đó là lời trả lời của ông. Và một người khác đã lên tiếng và cho biết quan điểm sau 90 phút gọi là tranh luận. Trong đó thì bà Harris đã cười quá nhiều lần và có những cuộc tấn công vào ông Trump. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc tranh luận tuyệt vời, ông Trump cho biết như trên. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một cái thái độ tốt nhất và quý vị chưa bao giờ thấy được cái thái độ này của tôi trong các cuộc tranh luận trước đây. Đất nước của chúng ta đã bị suy yếu, đất nước chúng ta và chúng ta có một đất nước suy yếu. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấy được điều này, bà ta không thể bảo vệ cho điều trên. Và ông Trump đã đi xung quanh cái căn phòng này với sự theo đuôi của rất nhiều ký giả. Sau khi mà ông trả lời một số câu hỏi thì ông đã đi ra sau cái màn đen và biến mất và coi như là trở về. Và ông cho thấy rằng là ông sẵn sàng gặp gỡ với tất cả những ký giả ngay sau cuộc tranh luận, trong khi bà Kamala Harris thì đã biến mất ngay sau cuộc tranh luận và không hề tiếp xúc với ký giả. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của cuộc tranh luận tối ngày hôm qua. Và ngay sau cuộc tranh luận này thì tờ Daily Express USA đã có cuộc thăm dò cho thấy ông Trump thắng cuộc tranh luận 45% so với bà Kamala Harris được 34%. Bản tin mới nhất cho biết một cái snap poll ngay sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua của bà Kamala Harris và ông Trump. Trong đó, ông Trump thắng bà này tới 11 điểm. Cuộc thăm dò được dựa trên 600 cử tri của Hoa Kỳ, thực hiện ngay trong cái viện gọi là Democracy Institute của tờ Daily Express US. Trong đó cho thấy 45% nói rằng ông Trump đã thắng trong cuộc tranh luận này, so với 34% nói là bà Harris chiến thắng. Và một cái trong đó 1/5 hoặc là 21% nói rằng là cuộc tranh luận này vẫn chưa có một cái hàng ngã ngũ. Tuy nhiên thì cuộc thăm dò này cũng cho thấy là cuộc tranh luận đã không thay đổi cái suy nghĩ của cử tri. Trong đó phân nửa nói rằng họ vẫn tiếp tục duy trì bỏ phiếu cho ông Trump hoặc là bà Harris. Và cuộc thăm dò này cho thấy 53% cử tri nói rằng cái thái độ của bà Harris không có khác biệt gì và họ thấy rằng họ vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho bà. 24% nói rằng họ sẽ có thể bỏ phiếu cho bà và 23% nói rằng họ sẽ không chọn lựa bà ta. Trong khi ông Trump được 51% và nói rằng cái thái độ của ông cũng không khác biệt gì với quyết định của họ. 27% nói rằng họ sẽ có thể quay qua bỏ phiếu cho ông Trump và 22% nói rằng ít hơn cái vấn đề này. Và cuộc thăm dò trên toàn quốc về xác nhận đảng phái, 35% của đảng Dân Chủ, 35% của đảng Cộng Hòa và 30% khối phiếu độc lập. Cuộc thăm dò này đã thực hiện qua phone và trong đó được đặt câu hỏi liên quan tới những câu hỏi được xem là ngẫu nhiên và trả lời từ các cử tri. Và cuộc thăm dò này được biết là có một cái mức sai biệt là 4% và 95% được biết là tự tin với lại cuộc thăm dò này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Quốc hội đã thông qua cái dự luật giảm đi tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc trong các khuôn viên trường đại học của Hoa Kỳ. Bản tin từ Washington cho biết thì Hạ viện đã thông qua một cái dự luật giảm đi tất cả tình trạng ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc trong các trường đại học của Hoa Kỳ vào ngày 10 tây tháng 9, được xem là ngày thứ hai trong cái tuần lễ gọi là China Week, một tuần lễ mà các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện quyết định là thúc đẩy một số các cái dự luật liên quan tới Cộng sản Trung Quốc. Trong ngày 9 tây tháng 9 thì Hạ viện đã thông qua 15 dự luật, trong đó nhằm có thể nhắm vào cái vấn đề gọi là
đối phó với tầm ảnh hưởng và thao túng của Cộng sản Trung Quốc. Dự luật này đã được giới thiệu bởi Argus Blucher của Đảng Cộng hòa tại Texas, trong đó đối diện với đối phó với tình trạng các trường học đang có những cái đối tác với cái Viện Nghiên cứu Khổng tử, một cái chương trình gây ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc về trên nguyên tắc nó là giảng dạy về ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, nó đã trở thành một cái nơi được xem là cung cấp nguồn ngân quỹ để tuyên truyền cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc, và gần như là nó đã nhận được rất nhiều những nguồn ngân quỹ từ phía Cộng sản Trung Quốc. Và dự luật này ở trên sàn Thượng viện trong thời gian gần đây đã có một cái phiên bản khác, và trong đó các trường đại học mà có cái trụ sở của Viện Khổng tử đã bị ban cấm là không được phép nhận bất kỳ một cái nguồn ngân quỹ nào từ Bộ Quốc phòng. Và trong đó thì ông Blacker đã cho biết là sàn Hạ viện cũng đã bắt đầu có cái dự luật tương tự như trên. Chúng ta phải có một bước ủng hộ gia tăng mạnh mẽ cho phía Hoa Kỳ và đẩy lùi tất cả những cái trò gây ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trong các khuôn viên trường đại học. Và Viện Khổng tử đã được cung cấp bởi nhà nước Cộng sản Trung Quốc, trong đó là họ chi trả cho tất cả những cái cuốn sách giáo khoa và chọn lựa và chi trả cho những công dân Trung Quốc nào tới Hoa Kỳ và giảng dạy cái ngôn ngữ Hoa Kỳ, ngôn ngữ Trung Quốc, văn hóa và lịch sử. Tuy nhiên, thì năm 2018, theo bản báo cáo của cái ủy ban đặc trách về duyệt xét về an ninh và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cho biết, các cái viện khổng tử này là đã có một cái hành động được xem là nối dài của một cái mạng lưới vệ tinh do nhà nước Cộng sản Trung Quốc đưa ra, đó là tổ chức United Front Work Department, hay còn gọi là tổ chức đoàn kết của mặt trận đoàn kết của Cộng sản Trung Quốc và gây ảnh hưởng cho tất cả các trường đại học. Và năm 2022, bản báo cáo này công bố là gần như là đã có những gây ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc lên các trường đại học của Hoa Kỳ từ năm 2020 và năm 2021, sau khi mà Bộ Ngoại giao quyết định rằng Viện Khổng tử của Cộng sản Trung Quốc ở trong các cái trường đại học là một cái sứ mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, và trong đó họ đã ngưng lại tất cả những cái gọi là hợp tác này. Đây được xem là một trong những dự luật mà phía của Hoa Kỳ đưa ra nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong các hệ thống trường đại học của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ cùng với 60 quốc gia đã ký vào một cái hiệp ước về phát triển vấn đề trí tuệ nhân tạo trong quân sự với một cái khung được xem là quy tắc, trong khi đó thì Trung Quốc từ chối không ký. Bản tin mới nhất cho biết thì Nam Hàn là quốc gia đã tổ chức một cái hội nghị lần thứ hai về trách nhiệm phát triển về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự trong hội nghị thượng đỉnh từ ngày 9 cho tới ngày 10 tháng 9 vừa qua. Trong đó gồm có 60 quốc gia, bao gồm luôn cả Hoa Kỳ, là sẽ ký kết một bản thỏa thuận chung gọi là Blueprint for Action, trong đó để kiểm soát tất cả việc phát triển AI trong lĩnh vực quân sự. Trên 90% các quốc gia đã có mặt, và Trung Quốc nằm trong số những quốc gia đã không tham gia vào cái quy tắc gọi là phát triển AI, tức là trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự. Đây được xem là một trong những sự từ chối của Cộng sản Trung Quốc trong lúc họ đang có tham vọng là sử dụng AI để đi trước các quốc gia khác trong lĩnh vực quân sự và sử dụng AI tối đa trong lĩnh vực quân sự. Trong khi đó, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều muốn rằng việc phát triển AI trong lĩnh vực quân sự phải đi theo đúng cái khung quy tắc của cộng đồng quốc tế, và trong đó họ đặt ra những quy tắc để nhằm ngăn chặn tình trạng phát triển vô tội vạ và gây nguy hiểm cho thế giới khi mà các cái AI, tức là trí tuệ nhân tạo, không được kiểm soát một cách chặt chẽ. Đây được xem là một trong những cái hành động đi ngược lại với lại phía của Hoa Kỳ từ phía của Trung Quốc, và điều này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu gay gắt hơn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành cho giám sát những cái email bảo mật mà trong đó họ nói rằng có những hoạt động mà họ mô tả là ly khai của Đài Loan. Bản tin từ Bắc Kinh cho biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc trong ngày thứ Tư nói rằng họ sẽ duyệt xét cẩn thận việc kiểm soát tất cả những cái email mà họ gọi là email mật đã nhận được về tình trạng mà một số những người hoạt động mà họ mô tả là ly khai của Đài Loan. Trong đó họ nói rằng những người tốt thì không cần lo lắng, và nhắm vào một số những cái nhân vật mà họ cho rằng là thiểu số đang tìm cách thúc đẩy cái độc lập của Đài Loan. Trung Quốc vẫn cho cái đảo quốc Đài Loan này là thuộc lãnh thổ của họ, trong khi Đài Loan bác bỏ và nói rằng họ là một đảo quốc độc lập và quyền độc lập của họ lệ thuộc vào người dân của Đài Loan. Và Bắc Kinh đã gia tăng chiến dịch chống lại tất cả những cái tư tưởng mà họ mô tả là ly khai, trong đó đe dọa sẽ có những cái hành động kết án nặng nề với những phần tử nào có tư tưởng ly khai từ hồi tháng 8, sau khi một cái email cho thấy là những người dân đã sử dụng những cái email mật để trao đổi về vấn đề độc lập của Đài Loan. Và việc này đã dẫn đến tình trạng mà Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái hành động được xem là kiểm soát tất cả những email của người dân, đặc biệt là những người dân của kể cả của Trung Quốc lẫn Đài Loan.
và trong đó bất kỳ ai mà có thảo luận đến vấn đề độc lập của Đài Loan đều bị xem là phần tử ly khai và sẽ bị trừng phạt nặng nề bởi Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những chính sách mới Cộng sản Trung Quốc đưa ra nhằm tìm cách gọi là thay đổi cái suy nghĩ của người dân Đài Loan và tìm cách phong tỏa đối với là tổng thống của Đài Loan là ông Lai Ching-te, người mà Trung Quốc mô tả là kẻ phiền phức ly khai. Trong khi đó thì ông Lai Ching-te vẫn khẳng định quyền độc lập của người dân Đài Loan nằm trong tay của người dân Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là sau trận bão Yagi thì có một cái bản báo cáo mới nhất về số lượng người đã bị thiệt mạng ở trong các cái bản báo cáo của phía Việt Nam. Trong đó thì họ cho biết rằng là tổng cộng số người bị chết trong các vụ mưa lũ và lụt lội ở miền Bắc là 127 người, 54 người bị mất tích. Đây là con số mà phía Cộng sản Việt Nam đã đưa ra. Trong đó gần như các trận lũ lụt đã diễn ra rất nhiều và họ nói rằng sạt lở ở Phúc Khánh và đang tìm kiếm các nạn nhân, và Bắc Hà có 5 người đã bị thiệt mạng, 13 người mất tích, và trong đó gần như lũ cấp 1 đang diễn ra tại Ba Vì đe dọa tới người dân, vỡ đê ở sông Lô cũng như là báo động lũ cấp 2 ở sông Đuối. Đây là những con số mà họ đã đưa ra, và tổng cộng số người bị chết ở trong cái vụ này, tổng cộng số người bị chết họ nói rằng là 179 người, mất tích là 145 người, bị thương là 764 người, và nhà cửa bị thiệt hại là 48.337 căn nhà bị thiệt hại. Đây là bản báo cáo sơ khởi của Cộng sản Việt Nam đưa ra ngay sau khi mà trận bão Yagi quét qua Việt Nam. Cùng một lượt thì Mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu phát động cái chương trình gọi là quyên góp cho nạn nhân bão lụt ở ngoài Bắc. Tuy nhiên thì lần này nó có sự khác biệt. Thay vì sử dụng các giới giải trí để mà quyên góp tiền bạc của người dân nhằm thúc đẩy việc mà có tiền bạc hỗ trợ cho những người dân bão lụt ở tại khu vực miền Bắc Việt Nam, mà trong đó thì người dân ở tại Việt Nam gần như là không còn tin tưởng vào giới giải trí để có thể quyên góp cho họ. Và do đó thì Mặt trận Tổ quốc của Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu thúc đẩy việc mà buộc các nghệ sĩ phải đóng góp cái phần của họ, và các nghệ sĩ hiện nay họ không dám quyên góp tiền để mà cứu trợ cho bão lụt ở ngoài Bắc, và họ phải tự móc tiền túi của họ ra để mà quyên góp nhằm tránh áp lực của chế độ cai trị. Bên cạnh đó thì Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và buộc tất cả những công ty tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, gồm có Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VN Express và một số những công ty tuyên truyền khác, là phải khởi động cái chiến dịch gây quỹ của người dân để hỗ trợ cho các nạn nhân bão lụt ở ngoài Bắc. Và bây giờ cái chiến dịch gây quỹ này hầu hết nằm trong tay của các cơ quan tuyên truyền, và các cá nhân trong giới giải trí đều không ai muốn có sự quyên góp sau một thời gian mà có những lem nhem trong việc quyên góp của một số nghệ sĩ trong Việt Nam, trong đó gồm có Hoài Linh, rồi Đàm Vĩnh Hưng cho tới Việt Hương. Gần như những người này bây giờ chỉ móc tiền túi ra và không dám quyên góp vì sợ bị chúng chửi sau cái trận tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và đồng thời họ cũng không cho phép lập đoàn cứu trợ tự phát, tức là tất cả những đoàn cứu trợ mà hỗ trợ bão lụt tại Việt Nam đều phải được thông qua Mặt trận Tổ quốc và được hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc, và không có tình trạng cá nhân hay tổ chức tự phát. Đó là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới tình hình bão lụt tại Việt Nam. Và cuối cùng thì cũng liên quan tới tình hình Việt Nam, là Chủ tịch Quốc hội Bù Nhìn của Việt Nam là Trần Thanh Mẫn đã tới trình diện ông Tổng thống của Nga là Vladimir Putin để mà tiếp tục phát triển cái sự quan hệ giữa Nga và của Cộng sản Việt Nam, giữa lúc mà cộng đồng quốc tế đang tìm cách cô lập Nga sau khi mà Nga gây chiến ở tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Quốc hội Bù Nhìn của Cộng sản Việt Nam là Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ với lại ông Tổng thống Vladimir Putin, và trong đó họ sẽ trao đổi tất cả những cái việc hợp tác của Nga và của Việt Nam, đặc biệt là trong việc mà Nga sẽ cung cấp thêm nguồn năng lượng cho phía của Việt Nam, trong đó gồm có xăng dầu và khí đốt thiên nhiên. Cùng một lượt thì chuyến đi này của Trần Thanh Mẫn được biết là gần như là có cái ý định là sẽ thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác gần gũi hơn giữa lúc mà phía của Nga đang bị cấm vận và bị cô lập bởi phía Hoa Kỳ và Âu Châu. Và được xem chuyến đi này là một chuyến đi cho thấy rõ ràng phía Cộng sản Việt Nam đã đứng hẳn về phía Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, và Cộng sản Việt Nam cũng đã từ chối lên án Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của phía Cộng sản Việt Nam khi mà họ đã bị áp lực từ phía của Hoa Kỳ và Tây Phương, cũng như là phía áp lực của phía Trung Quốc, và khiến cho họ bây giờ ngã về phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay.
Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!